Rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Thắng Maker. Hôm nay thì cũng có một số cái mẫu xe máy cũ mới về thì mình lại tiếp tục cập nhật tổng hợp cho anh em tham khảo ha. Hôm nay thì cửa hàng xe máy Hưng Phát thì cũng có giảm giá một số cái mẫu xe em nhé. Giống như mẫu Gôn Tay hôm nay cũng giảm rất là mạnh luôn. Và SH thì hôm nay cũng về được một số mẫu ha, mình sẽ cập nhật tổng hợp để anh em tham khảo ha. Đầu video thì cũng sẽ cập nhật lại cái địa chỉ cửa hàng ha. Cửa hàng xe máy Hưng Phát thì em gõ trên Google Maps là 305 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Đối diện bên kia thì anh em có thể là thấy là 303 cả. Anh em cứ inbox Zalo hoặc là có thể là nhắn tin cho cửa hàng sẽ ghi vị trí cho em nhé. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp nhé. Trả góp em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu em nhé. Trả trước 30% giá trị xe. Tất cả dòng xe cửa hàng bán ra thì được bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm cho anh em sử dụng nhé. Đấy. Số lượng xe thì khá là nhiều nên có thể là mình sẽ lướt qua để báo giá ha. Anh em cần chi tiết chiếc xe nào cứ inbox Zalo, cửa hàng sẽ quay video chụp hình ảnh kỹ hơn cho anh em nhé. Đấy. Rồi bây giờ hôm nay thì mình lại tiếp tục vào gặp chị chủ cửa hàng để cập nhật một số cái mẫu mới về và một số cái mẫu xe có mặt trong cửa hàng nhé. Rồi, hello chị Nhung nhé. Dạ, xin chào tất cả anh chị em mình nhé. Hôm nay em báo giá xe toàn bộ xe bên cửa hàng thì anh chị em nào mình quan tâm tới mẫu xe nào thì mình ghé trực tiếp cửa hàng mình xem xe nhé. Hoặc là không ghé được thì bên em vẫn có là nhận cọc ship xe ở xa cho anh em mình. Okay. Ngoài ra thì tất cả những dòng xe ở đây thì đều có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Anh em không nợ xấu thì căn cước công dân tới trực tiếp có mặt tại cửa hàng làm hồ sơ tầm 15-20 phút là mình nhận xe thôi. Ok. Đấy, hôm nay thì mình cập nhật có một số cái mẫu mới về này. Hôm nay thì có tới 3 chiếc mới về em. 3 chiếc mới về luôn. 3 chiếc mới về nhưng mà hiện tại thì là chiếc này là chỉ để đây. Còn 2 chiếc thì chỉ để phía ngoài cùng đó. Bên ngoài ha, xíu mình sẽ cập nhật ra bên ngoài cho anh em luôn. Thì xe thì ngày nào cũng có hàng về anh chị em. Mình cứ bấm theo dõi kênh thì cập nhật các mẫu xe mới về hàng ngày nhá. Dạ ok. Chiếc này mẫu 2013 này, mẫu 150 nhé. 150 anh luôn. Em nào mà tìm mẫu 150 thì lấy chiếc này này, máy cực kỳ êm luôn, bao đẹp. Xe zin liền lạc em nhé, máy móc zin không chị ha? Máy móc toàn bộ là bao zin. Máy móc zin luôn anh em nhé. Bao thầy thợ test luôn mà. Vỏ trước sau khá là mới luôn. Cái lốp còn rất là dày luôn á. Nó con này thì biển số 61D. Biển Bình Dương luôn. Rồi 150 213. 213 khóa chìa nha anh em. Ok. Đó con này thì để anh em mình là 48,8 triệu. 488 con giá này bao hồ sơ chưa chị? Giá này là em bao hồ sơ gốc cho anh em mình rồi. Bao rút hồ sơ cho anh chị em luôn. Đấy. Rồi. Còn nếu như mà anh em mình mà không có nhu cầu rút hồ sơ á thì em sẽ trừ cái phí hồ sơ ra cho anh em mình. Đó, đấy, chừng nào mà anh chị em mình muốn rút thì cứ quay lại đây, em sẽ rút cho anh em mình. Vâng, đấy, anh chị em nào không rút thì cửa hàng sẽ trừ phí hồ sơ cho anh em luôn. Đúng rồi, lúc nào cần thiết thì cứ lại đây, quay lại đây em rút. Và cái mẫu này thì máy móc thì bên mình vẫn bảo hành là 1 năm sử dụng chị ha. Đúng rồi, bảo hành 12 tháng sử dụng cho anh em mình. Anh em này. Rất đẹp anh em nhé, 150, đấy, có bảo hành rất là dài cho anh em sử dụng luôn. Đúng rồi, xe về thì test máy rất là kỹ càng rồi, nên là anh chị em mình cứ yên tâm. Máy móc là em bao zin. Đấy, anh chị em nào ở xa mà không đến được cứ inbox Zalo, cửa hàng sẽ chụp hình quay video kỹ cho anh em luôn. Nếu mà ở xa thì mình sẽ cọc trước khoảng mấy triệu để ship xe chị ha. Ví dụ như mà khu vực miền Tây thì mình cọc trước cho em tầm 3 triệu. Còn khu vực miền Bắc thì mình có thể cọc trước cho em tầm 5 triệu. Đấy, thì phần còn lại thì mình nhận xe sẽ thanh toán nốt nhá. Dạ đấy, ok. Đấy, anh chị em nào mà đã xem kênh của mình rồi thì mình có quay hết cửa hàng này, địa chỉ cửa hàng rồi, chủ cửa hàng, nên anh em ở xa cứ yên tâm mà cọc ha. Đấy. Rồi, cái này thì hôm nay thì mình chắc mình cập nhật là tổng hợp luôn ha. Sẽ lần lượt đi chiếc từng chiếc cho anh em dễ xem. Như chiếc màu đỏ này là đăng ký 2015 này anh em, 2015 mẫu khóa chìa nhá. Con này thì có cái khóa chống trộm này. Con này thì biển số 61B1. Con này ngay chủ ký giấy nha anh em. Ngay chủ ký luôn. Ngay chủ ký giấy. Đẹp luôn. Ngay chủ ký giấy nhá. 2015. Đó, để anh em mình giá là 46,6 triệu, bao hồ sơ gốc. Hoặc anh em mình muốn ký giấy thì đều được nhé. Ok em nhé. Màu này là màu đỏ mận này. Màu đỏ mận. Máy móc vẫn là bao zin và có bảo hành cho anh em mình 12 tháng sử dụng. Rồi ok chị. Rồi chiếc kế bên là 93K1. Này 2015 luôn. 2015 luôn. Khóa chìa nha anh em. Con này biển 93 thì SH125. Để anh em mình là 46,6 triệu, bao hồ sơ.
Rồi, 466 là bao hồ sơ gốc luôn anh em nhé. Mấy cái mẫu này bên cửa hàng còn rất là nhiều nhá. Đấy, anh chị em nào cần chi tiết chiếc xe nào thì cái inbox trực tiếp cho cửa hàng nhá. Số Zalo thì mình có ghi trên màn hình. Hoặc là em ở gần thì mình cứ ghé đến trực tiếp để xem xe ở cửa hàng thì bao anh em test thoải mái luôn. Đấy. Rồi, cái này cũng là mẫu 125 luôn này. Rồi, mẫu 125 luôn nha anh em. Thì chiếc này là biển số 70 Tây Ninh. À 2016 này. 2016 con này khóa mắc cây nhá. 47,8 triệu là em bao hồ sơ gốc. À 47,8 bao hồ sơ gốc cho anh em luôn. Nó xe rất là đẹp nhá, liền lạc này. Liền lạc em nhá. Đó, chóa đèn trong veo luôn. Và dòng áo rất là mướt mát nhá, cái áo rất là mướt luôn. Rồi, ok. Đó, con này khóa mắc cây nha anh em. 47,8 triệu. 47,8, nếu mà trả gốc đối với mẫu xe này thì mình trả trước bao nhiêu chị ạ? Cái mẫu xe này đây anh em, mình trả tầm 12 đến 13 triệu là hồ sơ lên ok luôn. À đấy, ok em nhá. Anh em nào mà cần tư vấn trả góp thì mình inbox nhá. Rồi, bên này thì cũng là mặt 125 luôn. 125 luôn nha anh em. Con này biển số ở 40 à. Con này bao hồ sơ chứ? Con này là bao hồ sơ nha anh em. Đấy, con này em rút sẵn rồi. À con này hồ sơ có sẵn luôn vậy ha. Đấy, 2016 khóa mắc cây. 2016 hồ sơ thì có sẵn luôn. Con này khóa mắc cây nhá, 47,8. Đấy, 47,8 là hồ sơ có sẵn luôn rồi. Đó. Đẹp leng keng luôn anh em nhá. Đó, cửa hàng thì bảo hành máy móc rất là dài cho anh em sử dụng này. Ok. Rồi, cũng là 125. À con này 125 hay 150 đấy chị? 125. Ok. 125 mẫu đèn led nha anh em. Đó, đèn led. Mẫu đèn led nha, 2018. Thì con này biển số 59X1. Đó, mẫu led 2 tầng nhá. Sài Gòn luôn. Anh em nào mình thích mẫu led thì lấy con này rất là đẹp này. Bảo đảm máy cực kỳ êm luôn. Rồi, thì nếu anh em mình có thời gian thì mình cứ ghé trực tiếp tại cửa hàng mình lựa chọn xe và được đi thử xe thoải mái. Rồi. Đó, bao test xe thoải mái luôn, xe ok anh chị em mình ủng hộ nhá. Con này để anh em mình giá là 59,7 triệu bao hồ sơ. 59,7 bao hồ sơ gốc cho anh em này. Đó. Rồi, cái bên này là cũng là mẫu một con này 125 hay 150 được chị? 125 em. 125. Con này 125 ABS à? ABS nhá, 125 ABS. Này mẫu 2018 này, bao sơ luôn là 61,8 triệu. Đó, 618 là bao hồ sơ gốc anh em nhá. Mẫu này là 125 ABS. Biển số 61D Dĩ An anh em. Ok, 2018. Nó lại thắng ABS nữa. Đó. Xe rất là đẹp luôn, xe phố rất là đẹp luôn nhá. Thì mình ưng chiếc này thì mình liên hệ liền cho em nhé. ABS rồi, biển Dĩ An. Ok chị ạ. Rồi, chiếc này là biển số ở 60 Đồng Nai. 125. Đồng Nai cũng là bán ABS nha anh em nhé. Xanh xi măng nhá. ABS này. ABS trong mình. Đó, dòng này 2017. 2017. 61,8 triệu. Đó, màu sơn 3D ha, 618 anh em nhé, biển Đồng Nai. Đó. Máy mẫu 618 này anh em mình góp thì cứ đưa tầm 20 triệu đi. Và nói chung là từ 15 đến 20 là mình lên hồ sơ được nhá. Ok. Đấy, hôm nay thì về thêm chiếc này là này, cũng là 125 chứ ha. Màu này rất là đẹp luôn anh chị. 125 luôn. Thì lâu lâu mới về thêm cái màu này anh em, màu này thực sự rất là hiếm luôn này. Màu okay. Màu xanh xanh nhớt hay xanh gì đấy? Xanh nhớt ha. Tùy mọi người gọi nhưng mà rất là đẹp luôn. Đó. Nói chung là đèn là rất là sáng này. Đèn led này, đèn led là 20, con này 20 bao nhiêu chị? 2018 em. 2018 đèn led anh em nhé. 2018 này mà cái áo của nó gọi là rất là liền lạc luôn nha anh em, khít này. Đó, okay. Và rất là sáng luôn. Đó. Anh em nhìn, cái chiếc này thì chưa rửa đâu em. Con này chưa rửa luôn. Đúng rồi, chưa rửa đâu, xe về chưa rửa đâu. Chưa rửa luôn. Xe chưa rửa. Thì em bỏ đây quay tạm thời thôi. Thì rửa không có kịp, còn mấy chiếc phía sau nữa. Rửa có nghĩa là mình phải tháo áo ra rửa từ trong ra luôn chị ạ. Đúng rồi, phải tháo áo ra rửa cái bộ khung trong á, bởi vì đất bùn rất là nhiều. Thì nói chung là những cái dòng mà nó cao tiền thì mình có thể về cố gắng là gọi là chịu khó tí rửa cho nó sạch sẽ. Tất cả cái dòng xe cửa hàng về là phải rửa từ trong ra ngoài ha, trong đó thì mới dựng lên đây cho anh em bán cho anh em này. Đấy, anh em yên tâm ha, cửa hàng sẽ kiểm tra từ trong ra ngoài. Chiếc này thì 60,8 triệu. 60,8 triệu nha. 60,8 triệu. Con này mẫu 2018 nha anh em. 2018. Có tem chiếc đàng hoàng luôn. Rồi, ok nha. Đó. Rồi, chiếc kế bên là biển số 61B1. Đó, chiếc này 2018 không mắc cây, mẫu đèn led nhá. Này 60,8 triệu bao hồ sơ. 60,8 triệu bao hồ sơ luôn. Đấy. Ok, biển 61 này. Đây, cũng là chiếc này biển 66 này. Đó, 66. Cái này 2018 luôn nhá. 60,8 triệu bao hồ sơ gốc, biển số 66 Đồng Tháp. Con này đặc biệt Đồng Tháp này.
đó, màu trắng đen rồi màu trắng rồi màu xanh màu đỏ, rất là nhiều màu luôn anh chị em. Đấy, anh chị em nào cần tư vấn mẫu nào thì cái inbox Zalo ha. Đấy, cửa hàng sẽ tư vấn thêm. Chắc mình đi hết cái màu này mình vòng lại luôn. Thế à, bên ngoài này thì có mấy cái mẫu như là lên áo Ý á. Đây có lên áo Ý này. À, con này biển số 83 Sóc Trăng. Con này mẫu 125 nha anh em. Dạ. À 125 con này khóa mắc cây nhá. Đó, 125 khóa mắc cây. Thì 46.800 là em bao hồ sơ. Đó, 468 bao hồ sơ. Con này thì có lên áo Ý này anh em này. Đó. Rồi ok, đây cũng là một chiếc lên áo Ý, à con này lên mâm Ý luôn anh em nhé. Lên áo lên mâm luôn, đặc biệt máy cực kỳ êm nha anh em, con này 2016 qua mắc cây. Lên áo Ý đấy, lên mâm luôn, 46.800. Đấy, 468 ha, con này da cũng rất là mềm nhá. Đó. Đấy, chiếc nào mà ví dụ như bao hồ sơ thì em sẽ đọc bao hồ sơ, còn cái nào không bao thì em sẽ không đọc nha anh em. À ok. Rồi, con này 61C, 44.800, mẫu 2013, lên áo Ý luôn. À lên áo Ý, con này lên là áo mới luôn em. Cực kỳ đẹp luôn máy nhé. Rất là êm luôn anh chị em, áo rất là sáng nhá. Đó. Con này 44.600. 44.600, con này là chưa bao hồ sơ không chị con ha. Này giá này là chưa bao, bởi chưa bao vì chiếc nào mà ví dụ như bao thì chị sẽ nói là bao hồ sơ luôn. À, rồi, thì con này okay. 61C thì nếu như anh chị em nào mà mình không có rút hồ sơ á, không có nhu cầu rút hồ sơ thì mình lấy chiếc này. À, thì em sẽ giảm giá thêm, giá thì nó đã rẻ rồi thì em sẽ giảm thêm nữa. Rất là rẻ nhá. Đó không rút hồ sơ nha em. Đây là full dàn áo mới này em, cực kỳ đẹp. Đó. Rồi, còn hôm nay có còn vẫn còn Vario, một số Vario này em này. Đây là mẫu 150 này. 150, con này mẫu 2019 nha anh em. 2019 biển số 37 Nghệ An này. Con này 35.700. Chưa bao gồm phí hồ sơ nhá. Đấy, dùng cái là cái dòng mà 150 dòng Vario này em sẽ không bao hồ sơ này. Vẫn đó anh em mình rút thêm phí nhá. Đấy. 150 là chưa bao hồ sơ anh em nhá. Đấy, con này thì biển 37 Nghệ An này. À, cái mẫu Vario này thì bên mình vẫn bảo hành máy móc nha chị ạ. Có bảo hành máy móc nửa năm em. À con những mẫu Vario này là bảo hành nửa năm ha. À, đấy. Rồi. Đây. Rồi, kế bên là biển số 60 Đồng Nai. Cam đen này. À màu cam đen nha anh em. 35.600. 2020. 356 ha. 356. Đó. 150 nha anh em. Đấy, 150 luôn. Đấy. Ok, Vario 150 giờ cũng giá cũng rất là mềm rồi anh em ạ. Đó. Rồi, tiếp theo là dòng Vario 150 này, con này biển số 83 Sóc Trăng, 35.700, mẫu 2019 màu vàng cát. 357 ha. Nếu mà trả góp với đổi với mẫu này thì mình trả rất bao nhiêu chị ha? À nói chung là cái dòng Vario này mình có thể đưa em tầm 4 đến 5 triệu là mình lên hồ sơ được nhá. Rồi, 4 5 triệu là lên hồ sơ được trả góp được rồi anh nhá. Đây. Đây, cũng là 150 nó luôn. Cái màu bạc này con này biển số 86 Bình Thuận à, thống á. Chiếc này, màu bạc. Chiếc này thì nó mềm hơn chút xíu anh em. 86 Bình Thuận. Mềm hơn bởi vì con này giá là mẫu 2018. Dạ. 346. 346. Đó. Máy móc thì toàn bộ là mềm luôn. Đó, 150 là có 346 thôi anh em nhá. Cửa hàng bao zin luôn. Nói chung là mình bên ngoài thì mình thấy là sinh nhan này bô bọc là zin hết, không là không liệu chế gì hết em nhá. Đó. Rồi, bên đây cũng còn một số mẫu SH nha anh em nhá. Đây. Đây mới về này anh em. À, con này mới về biển số 36 này. À, biển 36 mới về nha. Ồ, chiếc này biển số 36 nhá anh em. Con này mẫu 213. Mẫu 213 nhưng mà khóa mắc cây đấy, bởi vì là khách lên khóa sẵn cho anh em mình rồi. Con này là cũng một là 125 kìa. 125 em. À ok. 213 là lên khóa mắc cây nhá. 23 lên khóa mắc cây. À, hết xăng luôn. Xe mới về hết xăng rồi. À, ok, anh chị em nào cần test xe hay là cần thông tin chi tiết chiếc nào thì inbox nhanh nhá. Đúng rồi. À, xe thì biển ở đâu cũng đều rút được hồ sơ nha anh em. À, ok. Đó, nên là anh chị em mình cứ yên tâm. Thì con này là biển số 36 này, lốp trước lốp sau còn rất là dày luôn nhá. À, mà khách đã lên khóa mắc cây rồi, khóa này khóa hãng sẵn luôn nhá, khóa hãng á. Ok. Đó, rất là đẹp luôn. Con thì, này giá bao nhiêu chị ha? Giá chiếc này là 45.800. 40 đúng không? Đâu 46.800 em. 468 hả? 46.800 là 468. Bao hồ sơ gốc. À bao hồ sơ thì, gốc. Thì chiếc này là 2013 thì nó khóa chìa thôi. À rồi, lên khóa mất cây nhá. Đúng rồi. Thế thì nếu như anh em mình mà thích cái mẫu này thì nói chung là mẫu 2013 thì em bán giá rất là mềm. Okay, 46 triệu là em đã bao hồ sơ rồi. Phải thêm cái khóa mắc cây cho anh em mình nữa. À rồi ok. Đúng rồi. Thì nếu anh em mình tự ra lắp thì cái khóa này cũng phải tầm hơn 3 triệu cái nhá. À rồi đấy. Rồi bên này thì cũng mẫu này là cũng là 125 nhỉ ha. 125 luôn em.
Ok, 125 con này cũng mới về cho này, đến Sài Gòn. 125 biển số Sài Gòn. Đó, dần dần độc tán có đẹp anh em này. Trắng 44,8 triệu. 448 ha. 44,8 triệu là vẫn bao hồ sơ gì ha? Bao hồ sơ. Đó, biển Sài Gòn luôn em nhá. Đó. Ok, đấy. Máy móc thì cửa hàng vẫn bảo hành cho anh em 12 tháng sử dụng. Đó, anh chị em nào ở gần thì mình cứ ghé đến trực tiếp để xem xe nhé. Anh em ở xa thì cứ inbox Zalo. Cửa hàng mình quay video chỉ ký cho anh em. Đây, con này thì biển 70 Tây Ninh nhá anh em. Tây Ninh này. À, đen nhám. Đen nhám cái này 2013 448 luôn. À 448 luôn, biển Tây Ninh nha anh em nhá. Tây Ninh. Đấy. Ok. Rồi, còn chiếc đen nhám chiếc này cũng rất đẹp anh em này. Đấy. Này biển số 82. 82 ở Công Tum. 82 2014 anh em nhé. 2014. Con này luôn. Thì liên lạc. Đó. Máy cực kỳ êm luôn. Đấy con này 2014 nha anh em. Đó, 2014 ha. Đấy, vỏ khá là dày luôn, máy móc rất êm, êm luôn nhá. Đó, thì thầm luôn. Rồi, giá con này hôm nay là 448 em. 44,8 triệu. Đấy. Rồi, trong này thì mình có một số cái mẫu SH More này. Qua tới SH More thì con này mới chạy 11.000 cây này. Biển số 49 Lâm Đồng. 11.000 cây, 11 xe màu xám lông chuột nhé, hoặc màu xám xi măng gì đấy. Đó. Thì tùy mọi người gọi. Con này là 56,8 triệu. Đó, 568 anh em nhé. Đó, 2022. Anh em thấy là chất xe này có đẹp luôn. 11.000 cây mà. 11.000 cây anh em nhé. Nguyên zin cả bản nhé. ABS luôn này. ABS mà cái ốc tán này chưa mở này. Cái cốt chưa mở. Ốc tán này cực kỳ mới luôn. Đấy, vỏ lốp rất là dày luôn. Đấy. 56,8 anh em nhá. Đấy, nói chung là mẫu này đi rất là lướt luôn. Rồi, chiếc kế bên thì chạy mới có 5.000 cây thôi. Okay. Đấy, 11.000 cây chưa mở cốt thì con này 5.000 cây cốt cũng chưa mở luôn. Đấy, cốt chưa mở mà cái này là cũng ABS luôn nhá. ABS luôn. Cái tháng này thì có cái nổ đây một tí này. Thì em vẫn để zin nguyên vậy luôn, chưa hề giảm tốt một chút xíu nào nhá. Đây là vỏ lốp anh em nè. Đúng rồi. Còn dày cui thế này này. 5.000 cây mà. 5.000 ha. Đó, 5.000 cây phải nói chất xe là cực kỳ đỉnh luôn. Đấy, 5.000 cây. 2021 anh em. 55,8 triệu. Con này có 558 thôi. Đó. Biển 62 Long biển An. 62 Long An. Rồi, con này thì cũng là SH Mo. Con này thì là chiếc thắng thường nha anh em. Thắng thường. À. Con này là đỏ đô này. 61D Di An. 45,8 triệu 2020. CBS. Bản CBS con này thì giá cũng rất là mềm em này. Nói chung là đời 2020 thì đời cũng rất là cao nhá. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Giá cũng rất là mềm anh em nhá. 458 thôi. Đó, biển 61. Rồi, hôm nay thì mình thấy là có một số cái mẫu Sonic hôm nay giảm rất là mạnh em này. Hôm nay có những chiếc mà giảm tới 3 triệu, hơn 3 triệu cũng có luôn okay anh em. Hôm nay cái dòng này là em xả để em chuẩn bị về thêm này cái dòng SH Nam. Rồi, ok, đấy, xả luôn. Anh em nào đang đam mê Sonic thì có thể tham khảo này. Đợt này thì xả rất là mạnh luôn. Đấy. Xả rất là mạnh và cũng có những con mới chạy có 8.000 cây thôi anh em. Rồi, ok. 8.000 cây thôi nhá, giảm tới 3 triệu đồng luôn. Rồi. Thì con này là Sonic 68 Kiên Giang này. 68. Đó, con này 27,8 triệu mà giảm còn 25 triệu 2020. Ok, đấy. Đây. Máy móc là em bao zin nha anh em mình. Bao phải thử test luôn. Anh em nào xem video của mình nhiều rồi cũng sẽ biết là giá cả cửa hàng báo là chính xác 100% anh em nhá. Đấy, có niêm yết công khai đầy đủ này. Anh em nào không tin thì cứ xem cái video cũ trước nhá. Rồi, bên này cũng là Sonic nữa anh em này. Rồi, Sonic biển số 62 Long An. Chiếc này giá cũ là 27,8 giảm còn 25 tròn anh em mình 2020. Còn 25 tròn luôn. Cái mẫu Sonic này là cửa hàng là chưa bao hồ sơ chị ha. Chưa bao hồ sơ em. Ok anh em nhá. Đấy, nói chung là tất cả cái mẫu này thì vẫn là rút được hồ sơ nhưng mà cái giá này chưa bao hồ sơ, anh em rút thì mình thêm phí ha. Rồi, 67 C1. Con này mẫu 2021 này anh em, xe rất đẹp luôn nhá. 67. Đó, con này giá là 28,8 triệu, giảm còn 26 triệu. Còn 26 ha. Máy móc thì cửa hàng vẫn bảo hành 6 tháng nhá. Bảo hành 6 tháng anh em mình. Ok em nhá. Đấy, anh chị em nào cần chi tiết chiếc nào thì mình inbox ngay số Zalo trên màn hình nhá. Cửa hàng sẽ chụp hình qua video kỹ cho anh em luôn. Đó. Rồi, có chiếc này chiếc đen nhám này. Chiếc Sonic đen nhám này như là chiếc lướt nhất tại cửa hàng. Đây con này giảm rất là sâu cho anh em mình luôn nha, giảm tới hơn 3 triệu đồng. Con này giảm mạnh nhất à. Đó, toàn bộ giảm em giảm rất là mạnh luôn nha, con này biển 90 Hà Nam thì
này lướt nhá, xe lướt này chỉ mới chạy có 8.000 cây thôi. 8.000 cây. Đây, giá cũ là em bán là 30.700. 30.700. Này giảm là... còn 27 cho anh em mình. À, còn 27 triệu nhá. Đấy, xe thì siêu lướt cho anh em luôn. Em thấy là vỏ còn gây gió này. Đấy. À, anh em thấy để này, phẳng đét luôn nhá. Đấy. Bô bỏng là còn zin luôn. À, từ trước đến sau là zin nhá, không đổ chế gì hết anh em nhá. Đấy. Con này lướt nhất này có 27 triệu thôi. Còn zin nguyên bản luôn nha anh em, mẫu xe lướt luôn á. Anh em mình mà mua Sonic thì tranh thủ mua nhá. Đó, em đang giảm còn mấy chiếc. Đó, cái hàng xả cái lô này để nhập một số SH về nha anh em nhá. Đó. Rồi. Đây, cũng là Sonic luôn. Rồi, chiếc này cũng rất là cứng luôn này anh em. Con này 2022 nhá, biển số 84. À, con này 29.8 mà giảm còn 27 triệu. À đây, con này còn 27 triệu thôi. Con này thì có lên cái gì bô là vẫn zin luôn này, à có lên tay thắng tay côn thôi, à mấy cái đồ chơi thôi, còn đâu là xe zin hết anh em nhé. À, máy móc cửa hàng vẫn bao zin cho anh em sử dụng nhé. Đấy, rồi bên này thì có một mẫu AB 125 ha. AB 125 nha anh em. À. Con này đắt như tôm tươi luôn, em ai cũng hỏi, ý là khách hỏi rất là nhiều luôn, nhưng mà mỗi tội chưa có biển, chưa có ra biển kịp để bán. Thì chiếc xe này sẽ ra biển, ra tên của em ngay chủ ký giấy luôn. Anh em nào mình muốn ủy quyền, muốn ký giấy em ký cho. Rồi, thì hiện tại thì là cũng còn tầm khoảng 2 tuần nữa là có biển thôi. Đó, anh em nào mà mình chốt thì mình cọc cho em nhá. Con này là biển số 37D đó, em bán 24.8 chưa bao gồm phí hồ sơ. Đấy, ok, 24.8 nhé. Con này thì mình thấy xe rất cứng anh em. 29 rất là đẹp mà xe cứng nhá. Mót còn hai chìa luôn. Xe cực kỳ đẹp anh em. Đây, trần trần ốc tán anh em thấy. À hôm nay thì còn một chiếc thôi, AB thôi, nhưng mà khách hỏi rất là nhiều luôn. Đó. Sắp có biển luôn rồi. Đúng rồi, mỗi tội là cái biển này chưa có ra kịp để bán. Đó, ok. Đó, có mặt cây cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ok, 24.8 vậy ha. 24.8 máy êm ru luôn nha anh em. Con này mình thấy xe cứng lắm anh em nhé. Đó, thì thầm luôn anh em ạ. Máy cực kỳ êm luôn nhá. Đó, mình sẽ con này nó đi bao nhiêu cây rồi, mình xe cứng nhé. Con này là ô đô là mười mấy ngàn này chị? 13 hả? 9.000 cây. 9 hả? À đâu, không phải. Đâu, đặt lại. Lại ô đô á. Đây, đây, 13.000. 13.000 anh em nhé. 13.000 cây. Mình thấy là... 2019, đây, ngay chủ ký giấy. Đó, vỏ lốp hay là mâm cực kỳ đẹp luôn. Đấy, ngay chủ luôn. Đó thì hôm nay thì mình cập nhật tổng hợp ha, một số cái mẫu mới về và một số cái mẫu xe giảm giá để anh em tham khảo ha. Anh chị em nào quan tâm chi tiết hơn thì có thể là ghé đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là cửa hàng xe máy Hưng Phát nhé. Địa chỉ em theo gọi là trên Google Maps là 305 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nhé, hoặc là mình có liên hệ hai số Zalo trên hình nhé. Cửa hàng có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp anh em nhé. Trả góp anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha, trả trước 30% giá trị xe. Anh em cần tư vấn thì liên hệ trực tiếp nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau nhé. Rồi ok, chào chị Nhung nhé. Xin chào tất cả anh chị em mình nhé. Ok, còn em đang xem đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông. Mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm các dòng xe khác để em tham khảo sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ha.